Chị Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội trên làn sóng Lưu Sài Gòn TV cùng với sự góp mặt của bác sĩ Mai Phương, chuyên về nội khoa cũng như chăm sóc bệnh nhân tại gia, dạ đúng không? Và ngày hôm nay bác sĩ Mai Phương đến với vai trò là một người muốn truyền đạt đến chúng ta cái tầm quan trọng của cái thống kê dân số, và cái buổi họp báo như buổi chia sẻ sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai tuần tới là ngày 9 Tây tháng 3 tại tòa soạn báo Người Việt, phải không? Phòng sinh hoạt. Phòng sinh hoạt báo Người Việt từ mấy giờ em? Dạ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Và trong ngày hôm đó thì sẽ có những cái tiết mục như thế nào? Dạ, thì chúng tôi sẽ mời những người trong cộng đồng mà mình gọi là Community Health Champions, giống như bác sĩ Bích Liên, người mà sáng lập viên của Hội Ung thư Việt Mỹ, Viện American Cancer Foundation, để nói về cái sự quan trọng của thống kê dân số. Những cái data đó mình sử dụng để chẳng những chăm sóc cho bệnh nhân, nhưng mà mình có thể xin ngân quỹ, grant funding. Tại vì nếu mà quý vị không biết, bác sĩ Bích Liên làm những cái nghiên cứu đầu tiên cho những phụ nữ Việt Nam bị ung thư vú, bị ung thư buồng trứng với lại tử cung, cổ tử cung. Tại vì người Mỹ gốc da trắng, hay là người Mỹ da đen, hay là người Mỹ Tây Cơ, người Việt Nam, không phải là phụ nữ nào cũng giống nhau. Và cái khác biệt của phụ nữ Việt Nam á, là mình có những cái thói quen, mình không uống sữa bò, mình bị thiếu chất canxi, mình bị osteoporosis. So, nói chung là những cái data đó, mặc dù nó là chỉ có 9 câu hỏi, nhưng mà với cái thống kê đó, rất là nhiều cái quyền lợi cho mình, cái usage. Tại vì khi mà người ta mine cái data đó để nói là toàn nước Mỹ có bao nhiêu người Việt, có bao nhiêu người, thì nó có nhiều cái usage khác. Ngoài ra đề nghị bao nhiêu tiền cho mỗi cộng đồng với những cái dịch vụ khác nhau. So, bác sĩ Bích Liên sẽ nói về clinical research, tại sao data rất là quan trọng. Có mời Paul Hoàng là một người cảng sự xã hội, licensed clinical social worker. Paul Hoàng rất là đặc biệt cho cộng đồng. Nếu mà quý vị không biết, anh ta sáng lập một cái hội bất vụ lợi gọi là Việt Care. Care viết tắt là CARE, nghĩa là Community Action Resource Empowerment, tức là Paul đang sáng lập những cái chương trình giúp cho những bệnh thông thường giống như trầm cảm, hay là tự tử, hay là PTSD, hay là anxiety, mà nó gọi là culturally competent. Với sự hiểu biết về những cái văn hóa Việt Nam, những cái khó khăn của lịch sử chiến tranh của chúng ta, giữa người lớn tuổi, người trẻ em, những người mà đã vượt qua, đi vượt biên, hoặc là mấy trẻ em mà sanh ở bên Mỹ mà hai bên cha mẹ không có communicate, không có nói chuyện chung với nhau. So Paul sẽ nói về tại sao mình cần participate, phải tham gia vào cái thống kê dân số, tại vì những cái dịch vụ này rất là quan trọng. Khi mà Paul muốn tạo ra một cái chương trình, Paul cần biết là ở trong quận Cam, Giả Tỷ có bao nhiêu trẻ em từ mấy tuổi đến mấy tuổi, bao nhiêu người có thu nhập thấp. Trong thống kê dân số, xin lỗi, không có hỏi về thu nhập, cái đó là một cái survey khác. Nhưng mà những cái data rất là đơn giản, tên, tuổi, ở đâu, trong gia đình có bao nhiêu người ở. Giả Tỷ trong cái ngành của Mai Phương đó, bác sĩ Mai Phương là một người bác sĩ chuyên về đi chăm sóc bệnh nhân tại gia. Mình nghĩ là quận Cam là cái vùng mà giàu có, rất là đắt tiền để sống ở đây. Nhưng mà mặc dù Phương đi vô Huntington Beach, vô một cái apartment, hai phòng, two bedroom apartment, mà có thể có hai ba gia đình ở. Mấy cụ ở rất một cách rất là khổ, mà mình nghĩ là không ai có nghèo như vậy. Nhưng mà Phương thấy những cái khó khăn của mấy cụ, tại vì họ cũng có limited income, fixed income, thì họ không có lợi tức thấp, không có nhiều phương tiện. Mà khi mà mình ngã bệnh là có rất là nhiều cái expense, và họ phải sống một cách rất là khổ. So, riêng Phương thì Phương muốn quý vị tham gia trong thống kê dân số, tại vì với những cái data đó mình có thể có thêm ngân quỹ để giúp
những người mà cần nhiều dịch vụ y tế và chăm sóc tâm lý với lại đường xá và first responder. Nhiều người không hiểu là mình cần cái số tiền đó để cho xây dựng police department, cảnh sát với lại mấy người fire department. Những cái đó là rất là nhiều funding tốn kém rất là nhiều. Vâng, và ngoài ra ngoài bác sĩ Bích Liên rồi Paul Hoàng rồi còn còn ai nữa? Cho tụi em chúng tôi cũng muốn reach out to mấy trẻ em thì sẽ mời Billy Vũ Lê sẽ ai trong tổng hội sinh viên Việt Nam cũng biết em Billy. Em Billy đã 13 năm trời đã làm sứ ngôn viên cho UVSC Tết Festival và Billy sẽ đại diện cho mấy trẻ em mà chẳng các thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên là một nhóm rất là khó tại vì mấy em mà đi học trường đại học không nghĩ là mình phải ghi danh nhưng mà mỗi em đó là 20.000 đô la cho những cái thành phố mà gọi là home base. Mà cái nhóm mà also là gọi là hard to count là mấy trẻ em baby á, từ 0 đến 5 tuổi. Tại vì nhiều người không nghĩ là cái người này là một người. Nhưng mà theo chị Julie cũng có thể tưởng tượng một đứa bé mà sanh ra bất bình thường hay là bị nhiều bệnh, rất là nhiều expense. Một đứa bé mà trong một tốn kém rất là nhiều. Neonatal Intensive Care Unit là phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ em mà bị đẻ bất bình thường. A lot of money, chị. So mình cần phải đếm tất cả mấy trẻ em ở đây. Em có 8 người mà bây giờ em quên. Cái hay nhất là quý vị đến tham dự cái buổi Community Forum. Cái buổi chia sẻ, cái buổi mình nói chung là buổi hội thảo đó. Buổi hội thảo nhưng mà cái ngày đó cũng là press conference. Đúng rồi, cũng ngày họp báo nữa. Trộn cùng luôn. Mà cái này không phải là báo Việt Nam, có thể có báo mainstream của LA Times and Ben Brazil sẽ tới. Vì lý do Mai Phương muốn những cái nhà báo đó nghe của những lời của quý khách mà Phương mời đến để làm cái buổi thảo. Nhưng mà những người trong audience có thể đặt câu hỏi sau khi những người khách quý đã đưa những cái thống kê và những cái bí quyết của họ thì mình có cái nửa tiếng để thảo luận trong community forum, nghĩa là mình nói chuyện thảo luận chung với nhau. So Phương nghĩ là cái này sẽ rất là hay và nó là một cái community gathering. Nhưng mà tại sao làm giữa ngày như vậy? Tại vì nếu mà làm cuối tuần hoặc như thì có rất là nhiều người đến tham gia được, trong làm ngày thường thì đa số đi làm. Yes, that's the problem. So tụi em, chúng tôi suy nghĩ qua lại, nhưng mà nhà báo thì tại sao? Mai Phương xin quên nói là 12 tháng 3 là khi mà US Census sẽ gửi bằng mail những cái survey. So chúng tôi lựa chọn chính tay bởi vì nó là 3 ngày trước đó. 3 ngày trước đó, vâng. I see. Tại sao mình đang làm buổi chiều, Phương cũng không nhớ. Nhiều khi không có cái địa điểm không có tiện hoặc là mọi người. Tuy nhiên thưa quý vị, nếu quý vị có thì giờ thì quý vị có thể đến tham dự cái buổi hội thảo cũng như chia sẻ tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt vào thứ hai tuần này. Tuần tới, mùng 9 tây tháng 3, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ từ sáng. 9 giờ sáng đến tới 11 giờ, quý vị có thể đặt những câu hỏi cũng như tìm hiểu thêm tại sao chúng ta làm thống kê dân số và những cái điều quan trọng như thế nào. Cảm ơn bác sĩ Mai Phương rất là nhiều và hy vọng rằng là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có những quý vị tham dự hoặc là sẽ có những cái phần cover của các đài truyền thông để mà gửi lại chiếu lại cho chúng ta xem, hoặc là quý vị có thể lên trên cái mạng của census là phải không? 2020census.gov gov 2020census.gov. Vâng, đó là những cái chi tiết mà chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tham dự cái buổi hội thảo và họp báo ngày thứ hai tuần tới là ngày mùng 9 tháng 3 từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng. Đó là những cái thời giờ mà chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là đặt câu hỏi. Cảm ơn bác sĩ Mai Phương rất là nhiều đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay cho dù là cái last minute. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.